Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay mình lại làm cái video quay chia sẻ với mọi người cái cây hoa giấy tím Huế của mình nhá. Cây này mình lên chậu được 2 năm nhá. Đến mùa hè năm vừa rồi nó có một đợt hoa rồi. Thế bây giờ là vào mùa đông. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 âm lịch. Tức là còn 1 tháng rưỡi nữa là Tết Nguyên đán 2022. Đấy, thì cái cây hoa giấy của mình nó đã bung hoa như thế này rồi nhá. Hoa rất nhiều luôn các bạn ạ. Cái cây hoa giấy này thì năm nay là mình mặc dù cái cây to và mình mua nuôi làm bóng, làm tàn để chơi. Thế nhưng mà mình vẫn làm theo cái phương pháp cắt giật chứ không uốn cành hay là ấy. Thì sau 1 năm trời mình nuôi thì cái cành của nó cũng tương đối. Và mình đã tiến hành cắt thu cành vào đầu tháng 10. Vào khoảng mùng 1, mùng 2 tháng 10 dương lịch. Hôm đấy mình không biết nhớ rõ là bao nhiêu âm lịch. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 12. Thế mình tiến hành cắt vào đúng mùng 1, mùng 2 tháng 10 dương lịch. Thì đến hôm nay là 19 tháng 12 thì hoa nó được tung ra như thế này. Lúc mình cắt là mình cắt thu cành là mình để mỗi cái đầu cành cũ của năm trước là chỉ khoảng 10 phân thôi nhá. Bởi vì làm theo cái phương pháp cắt giật mà. Cắt giật để cho nó sau này nó có cái bông tay đẹp tự nhiên. Chứ mình không uốn mà không để nó rối. Khi mà mầm non nó ra thì mình bắt đầu định hình và mình vít cành nó, vít cái mầm đấy để nó theo cái hướng của mình thích. Và mục đích của mình là vít nó bay ngang ra. Cái cây hoa giấy thì thường thì nó cứ mọc thẳng đứng lên. Thế nhưng mà mình dùng dây mình kéo vít ngang. Thế cho nên là các bạn nhìn đấy, đấy bây giờ cái bông tay nó xòe rất là đẹp. Cái cây này thì về tương lai thì mình làm hình thức tàn của nó cũng kiểu như thế này thôi. Cũng đúng hình form như thế này. Thế nhưng mà nó sẽ cắt giật để làm sao nó rích rắc, để khi mà chúng ta nhìn ở phía trong, nhìn lên thì nó như một cái bầu trời, nó rất là đẹp. Thì lúc đấy nó mới gọi là xuất sắc. Còn bây giờ là mới là nuôi. Nuôi cũng lâu phết đấy các bạn ạ. Để mà có nuôi được một cái thân như thế này rồi, bây giờ lên chậu lại tiếp tục nuôi tay cành nữa. Trước tay cành nó cũng nhiều lắm, mình cắt bỏ. Thế bây giờ mình nuôi như thế này. Các bạn xem video từ đầu mình lên chậu cái cây này thì các bạn để ý. Tay cành rất là đẹp, thế nhưng mà cắt bỏ để thu gọn nó lại để bắt đầu nuôi tiếp. Đấy, năm nay đây là cái cây này là mình chả xử lý gì đâu. Thế mà bây giờ nó là lần hoa thứ 2 trong năm nhá. Đấy, hoa rất là đẹp. Màu tím Huế, rất là thủy chung. Chỉ còn 45 ngày nữa là Tết. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái hoa này của mình cũng vẫn sẽ còn đến Tết. Khả năng là Tết thì nó ra rơi vào cái choạt hoa cuối của nó. Bởi vì các bạn biết là cái hoa này là nó mọc, cái hoa này là nó không phải là bông mà nó là hoa theo từng cái tay mầm này. Thế bây giờ cái phần trên này nhá, phần trên này nó có hoa xong rồi nó tiếp tục và cái mầm này, cái ngọn này nó mọc dài ra lại hoa tiếp, nó cứ ra hoa tiếp nữa. Thế cho nên là bây giờ phần ở cái phần trong thân của nó, bánh tẻ thì nó hoa rồi, nở rồi, thế nhưng mà cái phần ngọn nó lại đang ra nụ tiếp. Thế mà cái hoa này thì nó lâu tàn, nó phải được 1 tháng. Thế cho nên là mình nghĩ là sẽ Tết nó sẽ là rơi vào cái đoạn hoa cuối cùng của cái ngọn đấy. Cái hoa cuối cùng. Đấy, thế cho nên là khả năng chơi Tết thì vẫn có hoa. Cái cây này nó thực ra là mình năm vừa rồi mình cũng không muốn chủ đích để cho nó ra hoa đâu. Mình mục đích của mình là vậy, cắt giật thôi. Khi vào mùa thu, đầu mùa thu thì nó trời nó vẫn còn mưa và thời tiết nó nắng ấm. Thế cho nên là mình muốn cắt vào cái giai đoạn đấy để cho nó bật lộc, nảy lộc để mình nuôi tay tiếp. Thế nhưng mà không ngờ là nuôi tay đến bây giờ nó lại ra nhiều hoa thế. Thế nên ra hoa thì lại phải chơi thôi, biết làm sao được. Đấy. Rồi cái chơi để cho nó sướng cái mắt đã. Thế còn khi nào mà cái cây nó hình thành, nó ổn định hết rồi thì chúng ta bắt đầu lúc đấy chúng ta làm hoa theo đúng dịp Tết. Để cho nó ra đúng dịp Tết. Ví dụ tầm này mà còn khoảng chục ngày nữa là Tết thì quá đẹp luôn, thì cây này tuyệt vời nhá. Đấy. Nhưng mà là sang năm nếu mà mình có cắt vào mùa thu để cho nó làm tay cành tiếp tục ấy, thì cũng kinh nghiệm như năm nay là sau khi cắt tay nó ra, nó sẽ ra hoa thế này, thì mình sẽ cắt lùi vào khoảng 1 tháng, thì nó rơi vừa vào độ khoảng đầu tháng 11 dương lịch. Đầu tháng 11 dương lịch, nếu mà cho đến Tết thì nó còn khoảng, chắc nó còn khoảng 3 tháng thì nó ra mầm, ra hoa như thế này. Thế nhưng mà nó có một cái dở mình cũng chưa thử, chưa biết, đấy nói ý định thôi. Bởi vì nếu mà khi cắt vào tháng 11 dương lịch thì nó sẽ ở cái tình trạng là lúc đấy là nó đã có trời rét rồi, thời tiết nó đã rét rồi và không có mưa nữa rồi, thì mầm nó sẽ khó để mà bật khỏe như này. Đấy, cho nên là cắt sớm một tí để cho mầm nó bật khỏe thì nó lại ra hoa sớm. Nhưng mà cắt muộn thì mầm nó sẽ bật, sẽ không được khỏe, và hoa nó có thể nó sẽ đảm bảo hoa đúng dịp Tết hơn. Nhưng mà thôi, bởi vì là mình bây giờ lại đang trong giai đoạn làm cây, làm thân, làm tay, làm cành. Thế cho nên là mình chấp nhận cuộc chơi. Để sau này là khi nó đã bông tay đầy đủ hết rồi, đẹp hết rồi, thì lúc đấy chúng ta sẽ tiến hành ép làm chơi hoa. Đấy. Giờ mình sẽ tiến hành quay sát lại để các bạn xem, thấy chưa? Dáng cây mê ly luôn các bạn. Nhà có đôi cây như thế này để chơi thì coi như là đã tuyệt vời rồi. Kể nó được cái màu sắc pháo thì đẹp, màu sắc pháo thì nó rực, nó sáng. Thế còn nhiều bạn thì, nhiều bác thợ thì các bác ghép 5 màu vào, 5, 6, 7, 8 màu vào. Bây giờ có nhiều màu, giấy nhiều loại, nhiều màu. Thế nhưng mà mình thì không có cái khả năng đấy. Mình chỉ có sao mình trồng, mình chơi vậy thôi. Mình cứ chơi một màu thôi thì gọi là có hoa là cũng đã là tuyệt vời lắm rồi. Đấy. Đấy, các bạn thấy thích chưa? Cái chậu này của mình là 1 mét đấy. Các bạn thì vậy, các bạn hình dung ở trên nhá, cái phần thân này. Đấy, cây này là vanh 80. Thân vanh 80. Các bạn xem từ đầu video mình cho các bạn sẽ biết. Đấy, các bạn thấy chưa? Hoa quá rực rỡ luôn. Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi. Đấy. Nhìn hoa đã hết mắt các bạn. Thấy chưa? Sau này mà cái lượng cành răm nó dày xuống thì đúng là nó bệt hoa luôn. Màu không còn để đâu cho biết hết. Đấy các bạn nhìn đấy nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Phần trên đấy nhá, phần trên này hoa rất là nhiều rồi, nhưng mà đây này, dưới này này. Đấy nó nụ. Đấy nụ mà nó đang ra, cái mầm này đang ra nhú tiếp, nó cứ dài ra là cứ mầm ra nữa. Thì khả năng là nó sẽ đến Tết. Thì đây cái phần hoa là mình chơi rồi, nhưng mà với nắng ấm này là nó sẽ nở sớm. Đấy, lại ra tiếp các bạn nhé. Thấy không? Cái này nó cứ dài ra, nó hoa dài ra, đấy bông nó dài như này. Đấy, nó nở từ phía trong. Đấy chưa? Quá đỉnh luôn các bạn. Mình sẽ tiếp tục cập nhật cái video này, cái cây hoa này cho đến lúc hoa nó tàn, xem là năm nay là chơi được khoảng bao lâu nhá. Thực ra là hoa nó đã có cách đây khoảng 1/2 tháng rồi, nụ. Thế nhưng mà bây giờ thì bắt đầu nó mới rực. Sang tuần nó rực nữa. Thế xong là thử theo dõi cái xem là nó sẽ, hoa nó sẽ đến ngày nào thì nó hết, chơi được bao lâu nhá. Các bạn xem video nhớ bấm kênh, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Nếu các bạn nào yêu mến thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Các bạn có những cái thông tin gì cần chia sẻ để mình có thể tham khảo học hỏi thêm thì comment ở phía bên dưới, like và đăng ký kênh giúp mình nhá. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 âm lịch. Còn có hơn tháng nữa là Tết thôi. Ở nhà ngày nghỉ chủ nhật ở nhà ngắm cây hoa giấy đã mắt quá. Quá tuyệt vời luôn.